Thì kính thưa tất cả bà con, thì dự kiến hôm nay sẽ nhổ cái nút, nhổ cái ống mà có cháu bé ở mắc kẹt ở trong đó lên. Thì bây giờ kỹ sư Trần Anh Tiến sẽ giải thích một số cái nguy cơ khi mà nhổ cái ống trụ cuối cùng lên là nha bà con. Rồi bây giờ theo kỹ sư Tiến thì là khi mà nhổ lên đó, thì nó sẽ có những cái nguy cơ gì? Nhờ anh nói to lên một xíu. Dạ. Rồi. Dạ, Tiến, thứ nhất là Tiến cũng xin chào quý khán giả. Và thứ hai là Tiến cũng xin phép là bên đội ngũ thi công và cái ban tổ chức đang chỉ đạo thi công đó, Tiến chỉ là một kỹ sư bình thường. Nói to Tiến lên, dạ, to lên nữa. Dạ, Tiến góp ý có thể là sai. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà cái tấm lòng Tiến là Tiến góp ý để khi mà các ban bệ thi công đó, có một cái lưu ý. Thì Tiến nhắc lại có thể là Tiến sai. Thì theo như Tiến theo dõi trên đài báo thì Tiến biết rằng là sẽ tiến hành là kéo cây cọc này lên trước Tết, như vậy thời gian chỉ còn 4 ngày, nhưng mà dự cảm của Tiến theo dự kiến là hôm nay sẽ nhổ cọc. Dạ, nhưng mà Tiến dự kiến là các bên phải hết sức cẩn thận, là vì Tiến sẽ trình bày lý do tại sao cẩn thận là Tiến thấy rằng là Tiến có thể đưa bản vẽ trực tiếp dội vào. Rồi. Đầu tiên á là biện pháp thi công á là xin mời anh đưa cái bản vẽ là gần chút xíu, có thể là anh ngồi ngang qua bên đây rồi. Dạ, dạ. Để cho thấy là cái bản vẽ phải đưa sát dạ. Là cái màn hình. Tiến thấy rằng là lên chút. Dạ. Rồi, Tiến thấy là đóng biện pháp thi công hiện giờ được công khai là rồi. Dạ. Công khai kéo, là đóng kéo ghế. Rồi rồi. Đóng cái từ lát sen á là xuống một cái cao độ ở ngoài là nó sẽ tiết diện là khoảng là tổng trừ 4,5 m x 4,5 m. Sau đó chuyển tiếp bằng một cái ống thép tròn 2 m. Sâu xuống bọc cái cọc bê tông bên trong. Ở phía dưới là có bé cháu Hào Nam đang ở như phía vậy dưới. Là cái đoạn dạ. Này là cái đoạn ống mà chưa có đóng cái tên. Đã đóng rồi. Dạ, đã đóng rồi. Rồi rồi. Dạ, đã đóng rồi thì Tiến có một cái lo lắng là nó sẽ có hai cái nút có thể gây ra nguy hiểm trong quá trình thi công. Cái nút thứ nhất á là nút chuyển đổi tiết diện giữa cái từ lá sen thành vuông ở xanh tròn. Và cái nút thứ hai bây giờ là... anh nói cái lá sen thì không hiểu, có nghĩa rằng là ở thép, ở bên đây là cái cừ thép nó rộng 4,5 m gì đó vuông. Thì do cái mặt tiết diện hình vuông này nó qua hình tròn mà phía dưới này là lòng đất, ở phía này là cái mặt đất, thì như vậy là tiết lo thứ nhất là nó sẽ có một cái sự chuyển đổi giữa cái tiết diện vuông qua tròn này, cái phần mặt đất này nếu mà mình không gia cố cái này, nếu mà nhìn kỹ lại thì phía bên thi công có những chuyên gia thì thi công viết kìm, cái bên là kỹ thuật viết kìm, một kỹ thuật mà xây cầu khó nhất trong các nền móng, thì phải lưu ý là phải bịt nút giếng. Lý do mình rút nước khô khi mà cái trên là đầu nước của bên ngoài và bên trong nó trên lệch với nhau, nó sẽ tạo thành một cái dòng chảy bột này. Như vậy thì Tiến không nắm được cái địa tầng dưới là cát hay là sét, nhưng nếu cát thì nó sẽ là gọi là hiện tượng nổ cát, còn nếu gặp sét nó sẽ hiện là cát chảy, nó sẽ thành gọi là sét chảy. Khi cái dòng đất này đưa lên, nếu có con người trong này nó sẽ chôn vùi người bên trong này. Đó là cái cảnh giới thứ nhất của Tiến. Thứ hai là cái ống màu xanh này đã đóng xuống bọc cái cọc bê tông hiện hữu có cháu Hào Nam trong bên trong. Nhưng mà ở đây là chính là một cái nút khi công sự sâu á, là thường phải đóng nút là cái quan trọng nhất. Nhưng bây giờ đang chuẩn bị kéo cái cọc này lên thì Tiến góp ý là khi rút cọc lên là mình mở cái nút ở dưới này lên thì khả năng sẽ có dòng chảy 2, mà dòng chảy 2 này sẽ tàn khốc hơn dòng chảy 1. Lý do là cái cao độ của từ trên xuống dưới cái chân cọc bê tông này 35 m, nó lớn hơn cái dòng chảy 1. Như vậy thì Tiến chỉ có bấy lời đó, Tiến góp ý là phải có một biện pháp dùng, có thể là dùng cọc khoan nhòi để tạo nút bít cái dòng giao diện 1, bít cái giao diện 2 thì hãy nhổ cọc thì an toàn hơn. Và có một điều nữa là ngoài cái dòng chảy ra thì lưu ý rằng là áp lực đẩy ngang của đất, cái ống thép này có khả năng nó sẽ bị đẩy ngang. Khi bị đẩy ngang thì cái cẩu kéo là kéo lên phương thẳng lên trên, thì cái ống này có thể là nó sẽ đè ngang và nó xoay hướng ngang với lại phương thẳng đứng của cọc, càng gây khó khăn hơn trong biện pháp thi công chỉ mà kéo cái cọc lên. Như vậy rút lại là Tiến khuyên là các chuyên gia, các ban ngành bên đó nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định kéo lên. Bây giờ tôi nói nôm na là thế này ha. Bây giờ cái như cái cọc cuối cùng này, nó giống như một cái nút,
mà nó bịt ở trong cái chai chai rượu sâm banh đó, đúng dạ, không? Dạ vâng. À, cái nút mà trong chai rượu sâm banh á, dạ. Khi mà anh bịt đây đúng không? Dạ đúng. Mà khi anh tháo cái nút ra thì áp lực ở dưới đất này cũng giống như trong chai rượu sâm banh đó. Dạ đúng. Là nó đẩy lên. Nó giống như khi mà mình tháo cái nút chai sâm banh thì nó bụp lên trên mái nhà, đúng, có phải đúng vậy không? Dạ đúng, nhưng mà có thể mình nói hôm nay là chuyên gia bên đó những hiện giờ người giỏi là cái hiện tượng đó là giống như là những cái giếng mà không cần bơm tự dung lên, hiện tượng artesian. Artesian là những giếng không cần phải bơm lên do trên lực áp nước nó vẫn phun trào lên. Có một số nơi khai thác nước giếng không cần phải bơm, nó là hiện tượng trên lực áp. Thì tiếng chỉ cảnh giới là khi kéo này lên hết chức cần nhất, không phải vì tiến độ mà trước Tết mà vội vàng như vậy thì tiếng cái bấy lời đơn giản cho tiếng góp ý thôi. Còn nếu tiếng nói sai thì xin bỏ qua cho những lời khuyên của tiếng. Và tiếng làm clip này cũng tiếng cũng là đã xong cái trách nhiệm về vấn đề mà góp ý về cái cọng. Dạ. Như vậy thì là nếu như mà nhổ cái này lên và có một cái áp lực ở dưới này nó đẩy lên thì theo anh nó xảy ra những hiện tượng gì? Dạ, nguy hiểm. Có sụp, có bị bít cái lỗ này không? Có chứ. Khi nổ lên cái tiếng nhắc lại là cái ống thép này nó sẽ bị lệch ngang, thì kéo một cái ống thép nó khó hơn là kéo cây cọc. Nó sẽ dẫn đến khó khăn hơn. Và thứ hai, nếu đưa người nhái xuống để mà trong nước thì cảnh giới rằng là với cái độ 2 mét cộng là 5 tấc thì cái người giấy tư thế đó phải tính nó tương án là nên đưa vô bót tốt hơn vì con người không kịp để thoát thân. Dạ. Tóm lại là coi như là thứ nhất là không nên đưa người nhái xuống dưới đây đúng không? Nên nếu có vô bót, sử dụng vô bót thì tốt nhất. À, dùng robot thôi. Dạ. Còn nếu không thì là nếu nhổ cọc thì sẽ nó khi mà chúng ta hình dung nó giống như bây giờ nó đang bít cái lòng đất lại đúng không? Dạ đúng. Thì bây giờ mình nhổ lên thì nó phụt lên đúng không? Chắc chắn. Tại vì khi mà nguyên tắc phụt lên khi mà đánh giếng chìm, cái này chính là một cái hình thức là hạ giếng chìm. Thì trong công tác hạ giếng chìm thì không bao giờ dám hút nước ở bên trong và nước bên ngoài. Tại vì khi hút nước bên ngoài thì vô hình chung là mình tạo một áp lực, nước bên ngoài nó lớn nó sẽ đẩy người bên trong. Đánh đây là chính là nên mời những chuyên gia chuyên về xử lý hạ giếng chìm. Thứ hai là bích nút giếng chìm, muốn bích nút chìm, khi mình đúc bích nút chìm xong mình mới dám tháo nước ra. Nhưng mà tiếng đang thấy hiện giờ đang có cái quy trình là cứu hộ là rút nước hết rồi bắt đầu kéo nút, thì tiếng không có trình độ đi sâu hơn, thì tiếng có ý như vậy, mấy lời như vậy. Dạ. Rồi thì thưa bà con, tức là kỹ sư Tiến nói thì nó cũng hơi khó hiểu chút xíu, nhưng mà nôm na tôi xin nôm na lại chút xíu là ở đây là dưới đó là cái áp lực nó rất lớn, áp lực rất là lớn. Thế thì là khi mà rút mà không cẩn thận á, thì nó sẽ tạo nên một cái sự bùng nổ áp suất và chưa biết cái điều gì xảy ra đó. Do đó là kỹ sư Tiến là muốn là nhắn gửi đến là những người thi công ở trong cái công trình mà cứu hộ cháu Hào Nam đó, là nên là coi như là cẩn thận và là không nên là quá vội vã, đúng không? Quá vội vã thì là để mà chạy theo cái tiến độ để cứu cháu bé lên ngay ngày hôm nay thì có thể nó bởi vì đằng nào thì cháu cũng tử vong rồi, phải không? Thì nó sẽ xảy ra những cái điều là cũng hơi bất cập, đúng không? À, rồi thì ngoài ra kỹ sư Tiến còn muốn nói thêm cái vấn đề gì nữa không? Dạ, Tiến xin chúc đội cứu hộ là thành công, những điều tốt đẹp nhất Tiến mong muốn được đạt được. Dạ. Còn những gì Tiến góp ý nếu không đúng hoặc là nói những sai lầm xin bỏ qua, đối đầu tấm lòng của Tiến muốn cho Tiến được tốt đẹp hơn. Thì rồi đó là những cái chia sẻ cuối cùng để kết thúc cái loạt video này của là kỹ sư Trần Anh Tiến. Thì một lần nữa xin chúc cho đội cứu hộ gặp được nhiều may mắn và chúc cho việc là đưa là thi thể của cháu Hào Nam sớm trở về với là gia đình để là đưa cháu đi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì thưa bà con, một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.